Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đây là lần đầu tiên thăm Trung Quốc trên cương vị mới, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Trung Quốc trong việc góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, đề xuất các cơ chế hợp tác mới phù hợp với điều kiện cụ thể mang lại lợi ích cho cả hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, vì hòa bình và phát triển, tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại. Đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước, chủ động có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là cầu nối cho quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại tượng đài Bắc Hồ, đặt trong khuôn viên đại sứ quán.